mình mua được hướng Tây thì mình có cái niềm tin tuyệt đối là cái hướng này hợp mình lắm, mình làm ăn nên làm ra lắm. Vô thức nó vận hành theo niềm tin tuyệt đối. Bạn tin cái gì thì nó ra cái đấy. Bạn tin cái gì thì nó ra cái đấy mà. Bạn tin bạn ăn nên làm ra thì lúc nào cái tế bào của bạn nó cũng đã đầy năng lượng rồi. Thì bạn ăn nên làm ra thôi, bạn vui vẻ hạnh phúc thôi. Nhưng mà đến đời con bạn thì nó bảo là nó không hợp hướng Tây, nó hợp hướng hướng Đông cơ, quay lại cơ. Thế mà bây giờ nó trả đủ tiền để nó mua cái nhà khác. Thế vào rồi cái hướng này của nó thì nó lại làm ăn lụi tàn. Thế là nó cứ tin là nó không có làm được. Thì rồi vô thức lại vận hành bằng niềm tin tuyệt đối. Thì nó lại không có làm được. Em cũng được chứng kiến nhiều cảnh thì nhiều gia đình là cũng nói là vợ chồng không hợp nhau, rồi là con cái hư hỏng thì do là cái phong thủy. Thì thực tế thì từ lúc mà em được học của cô thì em khẳng định điều đó là em không tin. Thì hôm nay em vẫn còn muốn hỏi cô điều đó là giữa cái điều phong thủy và cái điều mà chữa lành cho bản thân mình ấy thì nó như thế nào không ạ? Còn thâm tâm em thì em vẫn từ lúc em biết cô là em vẫn nghĩ là do bản thân mình không? Chứ không phải vì cái chuyện phong thủy ạ. Yes, ok. Cảm ơn câu hỏi của anh Khang. Theo như là quan điểm của cô Lanh nhé, thì như thế này đi. Ví dụ như là mình hợp hướng Tây, ở nhà mình thì là nhà ống, nhưng mà con mình nó lại hợp hướng Nam. Con mình nó hợp hướng Nam, thế thì đời mình thì mình mua được cái lô hướng Tây và mình cảm thấy hưng phấn lắm, hạnh phúc lắm, hợp hướng mà. Và rồi mình có niềm tin là mình sẽ ăn nên làm ra ở cái hướng Tây này. Thế thì sẽ có cái hướng mà hướng không có tốt, đúng không? Thì mình mua được hướng Tây thì mình có cái niềm tin tuyệt đối là cái hướng này hợp mình lắm, mình làm ăn nên làm ra lắm. Vô thức nó vận hành theo niềm tin tuyệt đối. Bạn tin cái gì thì nó ra cái đấy. Bạn tin cái gì thì nó ra cái đấy mà. Bạn tin bạn ăn nên làm ra thì lúc nào cái tế bào của bạn nó cũng đã đầy năng lượng rồi. Thì bạn ăn nên làm ra thôi, bạn vui vẻ hạnh phúc thôi. Nhưng mà đến đời con bạn thì nó bảo là nó không hợp hướng Tây, nó hợp hướng hướng Đông cơ, quay lại cơ. Thế mà bây giờ nó trả đủ tiền để nó mua cái nhà khác. Thế vào rồi cái hướng này của nó thì nó lại làm ăn lụi tàn. Thế là nó cứ tin là nó không có làm được. Thì rồi vô thức lại vận hành bằng niềm tin tuyệt đối. Thì nó lại không có làm được. Đấy là một cái điều nhé, anh nhé. Một cái nữa là như này, các anh chị ạ. Có những thứ chúng ta không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Ví dụ như này, khi cô Lanh coaching cho các anh chị, nếu như các anh chị đứng trước mặt cô Lanh thì cô Lanh không bao giờ đứng trực diện các anh chị hết. Các chuyên gia coaching ấy sẽ luôn luôn đứng check sang. Check để làm gì? Cái giác của bạn ấy, cái năng lượng tiêu cực của bạn ấy, nếu mà nó đi ra thì nó sẽ đi như thế này, nó không đập thẳng vào mình. Mà mình sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh như này và luôn luôn sắp xếp hai cái ghế là ngồi check nhau, chứ không bao giờ sắp xếp ghế ngồi đối diện. Bởi vì nếu mà ngồi đối diện thì mình sẽ đón chọn cái năng lượng tiêu cực của họ. Có những thứ mình không nhìn thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Ví dụ các anh chị bảo xung quanh mình quơ quơ cái này làm gì có cái gì. Nhưng thực ra ấy, có rất nhiều thứ, nhưng cái phổ của nó mình không đang nhìn thấy. Nếu mà mình tô mỗi một cái sóng một màu, quanh mình là có sóng TV, sóng điện thoại, mobile, Vina, Viettel, rất nhiều sóng. Thế thì mình tô mỗi sóng một màu thì mình đang ở trong một bối sóng rất 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 nhiều luôn. Có đúng không ạ? Và nó cũng có tác động chứ không phải không có tác động đâu nhé, các anh chị nhé. Nó có tác động. Bởi vì chúng ta cũng là năng lượng. Và vì thế, ví dụ như là cái việc mà chúng ta để cái này ở đây, để cái kia ở đây, hay xây cái nhà bi bít quá, gió nó không thông, ví dụ như vậy, thì nó cũng đâu có đảm bảo sức khỏe của mình được đâu. Anh Khang có hiểu ý cô Lanh không? Nó đâu có đảm bảo sức khỏe của mình được, có phải không ạ? Nên là kiểu gì thì kiểu nó vẫn phải thông thoáng chứ. Nó vẫn phải thông thoáng. Nhưng mà mình không quá mê muội về cái thứ đó.
Nghĩa là con hư thì phải kê giường kiểu này, kê giường kiểu kia, hay phải đặt cái chỗ này ở đây, đặt cái chỗ kia ở kia. Nó kiểu như thế. Đúng rồi. Chị Lan mẹ Đức ấy, khi mà con bỏ đi, khi mà suốt ngày con chơi bời lêu lổng, chị mời phong thủy về. Chị mời phong thủy về, chị kê đồ không biết bao nhiêu lần, lật ngược lật xuôi cái nhà lên. Đấy. Có nhà còn sửa cổng, sửa các kiểu các thể loại, nhưng có giải quyết đâu, nó vẫn lêu lổng, nó vẫn chơi bời, nó vẫn bỏ đi. Đi cúng khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, mất nhiều tỷ đồng. Cuối cùng nó vẫn lêu lổng, nó vẫn chơi bời. Và rồi chán thôi chả kê nữa. Thôi chả kê nữa. Mất niềm tin rồi, chán rồi thôi chả kê nữa, chả tin nữa những cái thứ này nữa. Thế điều gì xảy ra? Khi mà họ gia tăng sự hiểu biết, họ tin là họ có thể tự chuyển hóa được. Và chị đăng ký và nâng tầm. Chị thay đổi thì con chị thay đổi thôi. Bây giờ thì nó hạnh phúc đong đầy. Nên ý, nó là niềm tin. Nhưng mình cũng phải có sự hiểu biết. Anh ạ. Mình cũng phải có sự hiểu biết. Ví dụ như là không thể nào mà ở trong một cái chỗ nó u ám được. Nó cũng phải thông thoáng, nhưng không quá mê muội về cái thứ đó. Được không ạ? Và cái này thì quan điểm của mỗi người thôi. Với cô Lanh thì là như vậy. Đấy. Được chưa? Anh có hỏi gì nữa không? Như bản thân em ấy thì cũng sinh ra là từ miền quê nghèo. Và khi lúc em xây dựng gia đình thì cũng là nghe bố mẹ là kiểu như là con, bố mẹ là đâu là con ngồi đấy. Trong cái lúc là cái hoàn cảnh gia đình thì nó cũng bảo là tôi thì không yêu thì sau về khác yêu nhau. Thế xong vợ chồng không thành á. Và em cũng được hai cháu thì hai cháu trai thì cháu thứ hai thì cũng mất lúc 9 tuổi. Còn một cháu đầu thì bẩm sinh là từ lúc là không học được. Cháu em nhờ là bạn của em là giáo viên thì cứ dạy chữ A nó quên chữ O, và đến bây giờ cháu được 24 tuổi. Nhưng từ lúc em biết cô thì là em cũng nhận định này, ngay em đi bước nữa là vợ em vợ sau thì nói đến cô là vợ em là không hài lòng mà phản đối kinh nhiệt. Nhưng với bản thân em là em khắc phục là được con nhà em, cháu thứ hai năm nay là 9 tuổi, học đại học lớp 3. Ban đầu thì mẹ dạy con không nghe lời, không học. Thì sẵn sàng mẹ có thể đạp thẳng vào mặt con hoặc là hay quát, thường hay là hay quát con. Như từ lúc mà em bảo thôi em cứ để cho anh hướng dẫn con học cho. Thì cái đấy khoảng độ hơn một tuần cô. Thì bây giờ là cháu được cái là cũng nghe lời và tự giác là đi học về. Mẹ nhắn tin cho bố là bài tập cô giáo là hôm nay là như thế này. Thì em sẽ bảo con là đây con ạ, hôm nay những bài tập như này. Thì nếu mà con hoàn thành sớm thì tối về hai bố con mình lại chơi trò chơi. Thì là đến ngày hôm qua cô ạ, là trước 7 giờ là cháu đã hoàn thành. Yes. Và em cũng rất phấn khởi là đấy là cái chương trình cô đưa ra là em áp dụng. Em thấy có một cái hiệu quả phải thay đổi là em nghĩ là nó cũng, nếu như người thường thì sẽ cho là ảo của. Như thực tế là em thấy là không phải là ảo của. Đấy thì là chính như hôm nay em muốn hỏi cô là do về phong thủy hay về cái gì, nhưng thực ra này nếu mà thâm tâm của em thì em khẳng định là không phải vì phong thủy, mà do lỗi là lỗi từ mình phải nhận lỗi về mình là 100%, là do sai mình không có phương pháp dạy con, mà không có cái phương pháp là dẫn đến cái tình cảm cho con để nó nghe lời bố mẹ. Và thực sự trong những cái bài cô dạy là em cảm thấy rất là biết ơn và rất là cảm ơn cô. Em đang phấn đấu là tìm nguồn tiền để em bước vào khóa lớp tầm của cô. Cô cho em cái động lực để em phấn đấu và đi vào khóa lớp tầm. Yes, Tuyển Lâm anh, chúng ta định nghĩa lại nhé. Chúng ta hợp với tất cả mọi hướng. Chúng ta hợp với tất cả mọi hướng. Chúng ta hợp với tất cả mọi thứ.
hợp với tất cả mọi hướng, hợp với tất cả mọi người, hợp với tất cả mọi thứ. Thế chẳng nhẽ lại mình lại chỉ hợp khí hậu ở Việt Nam à? Thế mình không định đi nước ngoài à? Có đúng không anh? Ừ. Thế chẳng nhẽ mình lại chỉ hợp với phụ nữ ở vùng này, mình không hợp được phụ nữ ở ở Ấn Độ à? Hay là ở Tây Ban Nha à? Ừ. Hay là ở Mỹ à? Hay là mình chỉ hợp hướng Nam mà mình không hợp được các hướng khác thì mình chỉ đi chọn mua nhà hướng Nam à? Tự nhiên lại đi khoanh lại cái vùng tiềm năng của mình. Cuộc đời này mua nhà là chuyện nhỏ, làm nhà là chuyện nhỏ, và mình sẽ có bộ sưu tập bất động sản. Được không? Ừ. Các anh chị nghe cái từ bộ sưu tập có thấy nó hấp dẫn không? Thế thì hướng nào sẽ được? Hướng có view sông, view biển, view núi này, rồi cái gì? View công viên này, Tây Nam Bắc hợp hết, dĩ hợp. Các anh chị ạ, ta hợp với mọi thứ mà. Ta là một và tất cả. Ta chẳng phải là cơ thể này, ta chẳng phải là tính cách này, ta chẳng phải là trí tuệ này, ta chẳng phải là nhân danh này. Ta là tất cả những gì ta muốn là. Ta là tất cả những gì ta muốn là luôn anh ạ. Dạ. Thì em cũng nghĩ là bây giờ thì thực ra nếu mà chọn hướng thì dãy nhà thường thường các khu dân cư thì nó theo dãy của. Thì bây giờ nếu mà chọn hướng thì em nghĩ là không bao giờ chọn được. Mà em khẳng định là không bao giờ chọn được, rất là khó. Thì chính vì đó là cái em không có dám nặng. Thì có những người tham gia với em là em bây giờ phải làm một cái khóa đàn 50-60 triệu. Thế em bảo bây giờ nếu 50-60 triệu thì em nghĩ là nó cũng không đâu đâu cả. Nó không có một cái tính thuyết phục của. Thì em không nghe. Và từ lúc mà em biết đến cô thì em mới khẳng định được là cái điều đó là em không tin nữa rồi. Và em phải khẳng định 100% là do bản thân mình. Mình tổn thương là từ lúc sinh ra là bố mẹ thì mình không thể trách được, vì là bố mẹ cũng có khi là cũng tổn thương cũng hơn mình đó. Và em nhận định là như cô nói là chuẩn 100%. Là cái nhận lỗi về mình là đúng rồi. Yes, tuyệt lắm anh. Dạ. Sẽ thay đổi rất nhanh thôi anh Khang. Mọi nguồn lực đều có ở trong anh. Sự giàu có ở trong anh. Tất cả có ở trong anh. Ừ, rất là tuyệt vời luôn. Chúc mừng anh Khang, tuyệt vời lắm. Chúc mừng bé con nhà anh nữa. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.